Hôm nay mình với thằng em của mình sẽ dạy mọi người các tác dụng của miệng nhá. Miệng, cái tác dụng đầu tiên là chính là để nói. Đấy, chắc nhiều bạn chưa biết đúng không? Tao mà là bố mẹ mày thì chắc là tao đút mày vào trong luôn chứ không phải gì. Những màn quay vlog bá đạo nhất hệ mặt trời. Vlog là những đoạn nhật ký video ngắn thủ công mà mọi người thực hiện bằng máy quay hay là điện thoại, sau đó được chỉnh sửa rồi đăng tải lên các trang mạng xã hội. Đa phần những vlog của các vlogger nổi tiếng thì sẽ đi theo mô típ truyền thông để đem lại giá trị và truyền tải được những thông điệp có ích cho mọi người. Thế nhưng, cũng có những màn quay vlog khiến chúng ta bất ngờ đến á khẩu về sự bá đạo đến khó tin, lệch ra khỏi mọi quy chuẩn vlog trước đó mà chúng ta từng biết đến. Ngay bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau khám phá những màn quay vlog bá đạo nhất hệ mặt trời. Nào, hãy cùng bắt đầu thôi! Càng sợ càng phê. Khi bạn thường xuyên vào kênh YouTube cá nhân của cô nàng Hàn Quốc có tên là So Young với 1,45 triệu lượt đăng ký thì chắc có lẽ sẽ giúp bạn có một thời gian thư giãn vô cùng hiệu quả. Vì bên cạnh những màn mukbang ăn uống thỏa sức thì còn là những pha quyết chiến sinh tử của cô nàng với những loài thủy hải sản giống. Khán giả bật cười thích thú với những màn kêu la, hú hét kinh hoàng đến giật mình ngã ngửa của cô nàng khi đối đầu với những loài hải sản sống nhai nhụa, to lớn và hung dữ. Thế nhưng kết thúc những đoạn chiến đấu kịch liệt đó, A few moments later, vẫn là những màn ngầu nghiến ăn ngon miệng của cô nàng với những loài vật mà cô sợ hãi khi nãy. Nhìn cái mặt thản nhiên sung sướng ăn của cô nàng, thật khó để tưởng tượng cô ấy đã sợ hãi thế nào trước đó nhỉ? Vlog 24 giờ nhảm xít. Người ta luôn thấy may mắn khi kiếp này sinh ra được là con người khỏe mạnh, lành lặn chân tay. Hay khi giết gà hay giết động vật, mọi người sẽ thường cầu nguyện cho những động vật này kiếp sau sẽ được đầu thai thành người. Thế mà có những thanh niên khỏe khoắn trai tráng, làm người không muốn, lại muốn làm động vật. Bạn mình kinh rồi. Như khi quay vlog 24 giờ làm lợn trong củi, rồi quy xuống húp đồ ăn. 24 giờ làm chó bò dưới gầm bàn, rồi thử thách ăn shit, thử thách ăn trong bô, ngủ trong quan tài. Điều đáng nói là những vlog này thu hút một lượng lớn người xem và cũng có một bộ phận hâm mộ những kẻ thực hiện thử thách này. Thế giới càng ngày càng trở nên khó hiểu. Vlog đại ca giang hồ. Ngày nay, người ta lại càng ngày càng tung hô, thần tượng những giang hồ xăm trổ hồ báo, dùng vũ lực để xử lý mọi vấn đề. Những video quay về những cảnh kéo cả đàn quân đi xử lý, gây chiến, đánh đập hay trở hành đạo đang được dịp lên ngôi. Đạo lý lại được giảng giải từ các bậc giang hồ. Sau khi gây gổ về những chuyện như trẻ con, thì các anh nhà ta sẵn sàng ném chai ném cốc, cầm gậy cầm gộc đòi chém chết nhau. Rồi những từ ngữ thô tục cứ thế được tuôn ra từ miệng như mưa mà không hề ngượng miệng dù đăng tải lên mạng xã hội mà người xem chủ yếu là những bạn trẻ trong lứa tuổi học sinh. Điển hình cho phong trào quay vlog này có lẽ Khá Bảnh và Huấn Hoa Hồng hay Quang Rambo là những ví dụ điển hình. Và cái kết là những kẻ này ngồi tù mọt gông rồi ông giáo ạ. Nào, có bao nhiêu? Cầm về vừa đấy. Không ai thua, thắng thua. Nhá, từ giờ, không ai thắng nhá. Hứa như nào? Không thắng ạ. Không thắng nhá. Giờ như nào? A few moments later. Theo cáo trạng từ Viện Kiểm sát Nhân dân thị xã Từ Sơn, Khá Bảnh bị truy tố tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Muốn xin lỗi chú tôi, chỉ còn cháu tội đi làm, cháu phải chịu rồi. Người đàn ông em yêu đôi khi có những phút giây yêu đôi không ngờ. Vlog làm những thứ hiển nhiên. Có những thứ quá quen thuộc và trở thành những điều hiển nhiên mà ai cũng biết trong cuộc sống hàng ngày. Vì đó có thể là bản năng, có thể là khi còn bé, chúng ta đã được người lớn dạy rồi, thông qua kinh nghiệm tự bản thân đúc kết, nên gần như ai cũng biết và cần phải biết. Ví dụ như việc ăn bằng miệng, dập lửa bằng nước. Chúng ta có lửa như bạn thấy. Do đó cách để lấy nước dập lửa. Hiểu kiểu gì? Thế mà vẫn có rất nhiều người lên YouTube quay loạt vlog, thực hiện hướng dẫn những điều ai cũng biết này để câu view đấy. Bây giờ mình sẽ thực hiện ăn cơm bằng mồm mọi người nhá. Đầu tiên chúng ta phải cắn, nhai, nuốt.
thành một video dài 10 phút chỉ để nhai một quả táo, giúp ăn một bát cơm hay đốt một tờ giấy rồi cầm cốc nước đổ vào dập lửa. Xin trả đĩa bay cho tôi trở về hành tinh mẹ đi. Hôm nay mình với thằng em của mình sẽ dạy mọi người các tác dụng của miệng nhá. Miệng, cái tác dụng đầu tiên là chính là để nói. Đấy, chắc nhiều bạn chưa biết đúng không? Tao mà là bố mẹ mày thì chắc là tao đút mày vào trong luôn chứ không phải gì. Vlog cảm ơn cuộc đời. Mình ăn dâu ngọt hay là ngon thì mình cũng cảm ơn công sức cái người mà trồng ra trái dâu các bạn. Đó. Một tiếp quay vlog cảm ơn công ty họ hàng, cảm ơn ngọn gió, đến cảm ơn cái cây. Có lẽ đã trở thành đặc trưng trên kênh vlog Vinh Nguyễn Thị, cuộc sống Mỹ rồi. Cũng vì một tiếp cảm ơn 8 vạn thứ này khiến cho kênh YouTube này có nhiều người biết đến hơn. Điển hình là màn ăn dâu tây kinh điển của chị ấy. Chị cảm ơn từ người trồng dâu mùa trước đã tạo hạt giống cho mùa dâu sau. Cảm ơn cái người chở hạt giống ở trên đường. Rồi cảm ơn luôn cái bác tài xế mà đi kế bên nhường đường cho cái bác chở hạt giống. Con lại mẹ ngả đó nè. Và cảm ơn vài chục thứ nữa khiến chị phải thở gấp vì thiếu oxy khi nói. Mỗi khi ăn cái gì mà phải cảm ơn như thế này thì chắc cả ngày chúng ta ăn được mỗi một bữa quá. Vlog dạy nhảy Wienerhausen. Wienerhausen có lẽ là điệu nhảy nổi nhất và được yêu thích nhất của giới trẻ Việt Nam hiện nay. Có thể nói, Khá Bảnh vào tù 10 năm nhưng dấu ấn anh để lại quá lớn, đặc biệt là điệu nhảy múa quạt của anh thì bất tử. Hàng loạt những vlog ra đời hướng dẫn dạy điệu nhảy múa quạt hay Wienerhausen dance bốc lửa. Từ người già đến trẻ nhỏ, từ nông thôn đến thành thị, chẳng ai ngần ngại lắc mông, quay tay nhiệt tình dù trong nhà hay ở ngoài sân. Những điệu nhảy này lấy hình tượng mềm dẻo như Khá Bảnh làm tiêu chuẩn lý tưởng. Tuy nhiên nhảy được như Khá nhà ta là khá khó, cho nên những video hướng dẫn này vẫn thu hút được khá nhiều lượt xem đấy. Thậm chí cả những Việt kiều còn đem điệu nhảy này đi khắp thế giới đấy. Ngoài kia nếu có khó khăn quá về nhà anh nhé, có em chờ. Quay vlog kiểu không biết nói gì. Bạn có dịp đi du lịch ở nơi đẹp đẽ, mới lạ, bạn muốn lưu lại khoảnh khắc đẹp, muốn chia sẻ cho mọi người biết, thế nhưng bạn lại chẳng biết nói gì khi quay vlog. Thế thì một tip quay vlog đích thực dành cho bạn đây rồi. Bạn chẳng cần nói gì, chỉ cần đi đến đâu nhe răng cười hề hề đến đó là vui rồi. Đến cả vợ chồng Khởi My và Kevin Khánh còn tham gia nhiệt tình kiểu quay vlog này cơ mà. Tuy nhiên đến lúc xem lại, chắc bạn cũng thấy sợ chính các video của mình đấy. Đúng là không phải tự nhiên những tên hề lúc nào cũng cười mà vẫn xuất hiện trong những bộ phim kinh dị nhỉ. Vịt quay vlog. Khi người ta có thú cưng thì những thú cưng sẽ trở thành cameo danh dự trong những vlog của người ta là việc thường tình. Không biết có bao nhiêu anh chó, cô mèo được nghiễm nhiên hiện diện bên cạnh những vlogger nổi tiếng. Thế nhưng khi thú cưng của bạn là con vịt thì sao? Thì nó mổ cho bạn vỡ miệng chứ còn sao nữa. Đó là một câu chuyện sầu tím người của một cô gái thôn quê làm vlog ăn món ốc luộc. Tiếc nỗi, con vịt này quá tham ăn, chủ chưa moi ruột ốc xong thì đã đứng rình. Moi xong cái thì mổ ngay tức thì. Đến khi cho ốc vào miệng chủ, cũng mổ cả miệng chủ luôn. Thú cưng đáng nuôi nhất lịch sử đây rồi. Quay vlog chôn tổng đài. Chỉ tưởng những 8X, 9X đời đầu khi xưa mới gọi điện lên tổng đài 1080 để chôn, để hỏi những câu hỏi xám xí cho nhân viên tổng đài. Thế mà giờ thời đại tiên tiến, vẫn có những thanh niên chăm chỉ gọi lên trêu và tán gái tổng đài. Từ hỏi cô nàng có thích người da đen không, rồi răng của anh còn bị sún không bằng răng con cún, rồi tóc anh xuân cực kỳ lún, không giống tóc người thường. Đúng là thương thay cho những chị tổng đài viên chỉ vì bị ghi âm cuộc gọi và không muốn ảnh hưởng tới tổng đài mà vẫn phải nhẫn nhịn nghe rồi đáp trả lại những cuộc điện thoại chôn kiểu này đến cả chục phút. Ngày gặp mấy ca kiểu này thì chắc đập điện thoại mà bỏ nghe đi thôi. Em có thể hỗ trợ gì được cho chị anh ạ? Mi có thể hỗ trợ cho ta là tại sao cái... Thảm họa vlog. Là một vlogger đích thực thì việc chia sẻ, nói chuyện tâm tình về cuộc sống hàng ngày là một lẽ đương nhiên. Tuy nhiên, khi mà đang say sưa nhiệt huyết nói thao thao bất tuyệt thì lại có những khách mời bất đắc dĩ đột nhiên như Tiểu Cương hay vật thể rơi xuất hiện lại là chuyện khác.
Đúng kiểu quay lại một giây trước thảm họa đấy mà. Gì chứ con rắn mà bò thì nó là loại sinh vật tầm thường, nhưng tự nhiên nó mà biết bay thì nó trở thành một cơn ác mộng thực sự. Đúng là làm vlog chẳng dễ dàng. Day and at phung ga going. Các bạn bất ngờ với màn quay vlog nào nhất? Bạn có thấy những kiểu vlog nào thú vị và nên tiếp tục phát triển? Kiểu vlog nào thì tốt nhất nên dừng và người xem nên tẩy chay? Các bạn hãy để lại bình luận chia sẻ cảm xúc cho chúng mình cùng biết nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Các bạn thấy video hôm nay của chúng mình có thú vị không nào? Và để làm ra được một video thú vị như thế này thì không thể không kể đến công sức của anh Việt Hoàng, editor và chị Mai Anh, người sáng tạo nội dung. Và để ủng hộ cho team chân thì của chúng mình thì các bạn đừng quên like và subscribe kênh nhé. Còn bây giờ, tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.